Cô vợ xin chào tất cả các con. Các con ơi, thời gian nghỉ dịch cũng đã lâu lắm rồi. Các con đã thấy nhớ trường, nhớ lớp chưa? Còn cô Phượng rất là nhớ các con và mong muốn dịch bệnh sớm đẩy lùi để cô trò mình được gặp nhau đấy. Và để thời gian nghỉ dịch ở nhà bớt buồn chán hơn, hôm nay cô Phượng sẽ hướng dẫn các con một trò chơi, đó chính là trò chơi lắp bi vào lỗ. Chơi trò chơi này nguyên liệu rất đơn giản các con ạ. Đó chính là những chiếc hộp bánh, vỏ hộp bánh chúng mình đã ăn xong rồi. Và chúng mình sẽ bớt lại chiếc vỏ để chúng mình chơi trò chơi. Và chúng mình sẽ nhờ bố mẹ quét cho một chiếc lỗ ở giữa để chúng mình cùng nhau chơi trò chơi này đấy. Và để chơi được trò chơi này, chúng mình sử dụng những viên bi để cùng nhau chơi trò chơi. Các con ơi, đây là những viên bi để cô có thể chơi trò chơi này đấy. Bây giờ các con sẽ chú ý nhìn cô Phượng chơi trò chơi này nhé. Cô sẽ dùng đôi tay khéo léo của cô để cô chơi trò chơi này. Cô lắc sao cho những viên bi có thể rơi xuống lỗ, xuống phía dưới. Với trò chơi này, chúng mình có thể rủ anh chị em trong nhà cùng chơi. Các con sẽ chơi làm sao thật khéo léo. Bạn nào khéo nhất lắp được thật nhiều những viên bi rơi xuống dưới, để khi nào cô trò mình gặp nhau, các con sẽ khoe với cô rằng các con đã lắp được bao nhiêu viên bi rơi xuống dưới nhé. Các con hãy nhìn này. Cô đang lắc bi và để cho bi rơi xuống phía dưới đấy các con ạ. Trò chơi này yêu cầu chúng mình phải thật sự khéo léo thì những viên bi mới rơi được xuống lỗ. Các con ơi, vừa rồi là cô đã hướng dẫn các con chơi trò chơi lắp bi vào lỗ đấy. Cô mong rằng trò chơi này sẽ giúp cho các con vui chơi trong mùa dịch. Và các con ơi, chúng mình khi chơi xong, các con phải cắt đồ, dùng đồ chơi đúng nơi quy định và thường xuyên rửa tay sạch sẽ, giữ gìn đôi tay của chúng mình lúc nào cũng luôn sạch sẽ để tránh xa được dịch bệnh đấy, các con nhớ chưa? Và hôm nay cô hướng dẫn trò chơi này, ngày mai cô Phượng sẽ hướng dẫn cho các con một trò chơi khác nữa đấy. Hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.